Phật vì thương chúng sanh, thương chúng ta không phải là hoàn cảnh nó gặp nghịch cảnh hay là thuận cảnh mới làm chúng ta vui, hạnh phúc hay là khổ đau. Mà là do cái tâm lý của chúng ta mới làm cho chúng ta khổ đau Là tự mình sẽ làm cho mình khổ Mình gặp hoàn cảnh thuận thì mình lại tham ái Mình lại nghĩ là do mình làm, do mình cố gắng, do mình tất cả Nên mình mới được còn khi mà mình gặp nghịch cảnh á, thì mình cứ đổ thừa đổ lỗi đổ tất cả mọi thứ cho bên ngoài còn không thì mình sẽ tự trách bản thân bởi vì cái khổ không phải là do hoàn cảnh mà cái khổ là nó do chính trong bên trong tâm lý của chúng ta bởi vì tại sao phật kêu là hãy quay về tâm hồn của tẻ thơ thì lúc đó mọi người mới tâm hồn như con nít á, thì không ai mà suy nghĩ nhiều Uh, đáng đo hay là được mất hơn thua hay là tự ái tự cao tự đại hay là tự ti tất cả các kiểu con nít nó rất là vô tư rất là hồn nhiên bởi vậy còn còn người lớn thì uh, cái chuyện nhỏ thì lại xé ra to cái chuyện không có đáng thì uh, nhiều có nhiều thứ mình khổ đau là do người khác làm cho mình khổ là ăn hiếp mình hay này kia còn có nhiều thứ là do mình suy nghĩ quá nhiều mình suy nghĩ quá nhiều rồi mình cảm thấy tự ái, tự ái cảm thấy uh, uh, người khác đụng chạm với mình, nhưng mà thật sự cái đó khi mà mình cảm thấy tự ái là cái tôi mình nó quá lớn. Tại mình mình suy nghĩ quá nhiều thì cũng là cái tôi mình cũng quá lớn. Tại cái chuyện nó cũng không có đáng mà mình lại suy nghĩ quá nhiều rồi mình cho là người này người kia làm tổn thương mình. Thật sự là bên trong của mình cái tôi của mình nó đang tổn thương quá nhiều cái tổn thương bên trong của mình nó lớn nên người khác chỉ ở ngoài người khác chỉ đụng chạm mình một tí xíu là mình lại chịu không nổi rồi thật sự bất cứ cái chuyện gì trên đời này hoàn cảnh bên ngoài là để thử thách ở bên trong của mình để coi trong họ tâm hồn của mình như thế nào mình nói là tu tâm sửa tánh là mình tu tâm là mình soi xét cái tâm của mình nó đang buồn vui giận ghét khi đụng cảnh như thế nào rồi mở đầu mình thấy cái tánh của mình cái nó nó quen cái thói gì khi mình gặp nghịch cảnh thì mình phơi phới hân hoan, mình ưa thích mình vui vì cái cái thuận cảnh thì cái mình biết cái tánh của mình nó đang đam mê cái gì. Còn hả mình gặp nghịch cảnh mà mình bực bội, mình khó chịu, mình trách móc ha, mình tự ti ha, mình tự phán xét bản thân các kiểu cái này kia là mình cũng thấy được cái tánh của mình nó thiên về cái đó rồi nó cứ quen làm cái theo cái kiểu họ gặp nghịch cảnh cái là bực bộ khó chịu làm là tự mình nói uh, tu tâm thờ cha kính mẹ em mà hả uh, Tu tâm là tu làm sao bởi vì cái gì uh, ai cũng nói được ở trơn á có cái câu là con nít 8 tuổi nói cũng được nhưng mà ông già 80 tuổi chưa chắc làm được làm vậy đó rồi người ta cứ thường thường nói được Nói thì dễ lắm, làm không có dễ đâu Đúng là vậy đó Tu tâm Mình cứ ai ai cũng trên miệng cũng biết nói cái câu tu tâm hết trơn Không có cần đi chùa, ăn kinh, tụng kinh niệm Phật gì hết trơn mà cũng không cần ăn chay hay làm bất cứ cái gì á Mà chỉ tu tâm thôi Nhưng mà mình tu tâm tu làm sao Thật sự đây là bản thân mình mình nghĩ thì khi mình nghiệm ra cái câu đó Đấy nào là tu tâm rồi mình đi tìm hiểu những cái lời của phật dạy chúng ta đều khổ là khổ tâm không á khổ tại sao con người á nhiều người cứ nói là người ta giàu nói là ồ sao mà tôi khổ tâm quá tôi khổ cái này tôi khổ cái kia không khổ con cái gia đình dòng họ anh chị em hay là cha mẹ gì tất cả các kiểu thì cũng khổ cho bản thân thì khổ tâm là tại mình mình chấp đủ thứ hết à cái gì mình cũng chấp cái này mình cũng chấp cái kia mình cũng chấp nên mình cứ khổ hoài nhưng mà mình nói tu tâm rồi mình tu làm sao mình tưởng đâu là tu tâm là mình không có đi đốt nhà người ta không có đi giết chóc ai không có đi quậy phá người khác là tu hả trời ơi bởi vì thật tình luôn bản thân mình thì tự mình nghĩ thì tự mình nghĩ là tu tâm là mỗi lần mình gặp hoàn cảnh thì mình mới thấy được cái tâm của mình nó động nó như thế nào nó nổi cái gì lên mình gặp thuận cảnh cái tâm mình nó nổi cái gì lên nổi là cái ham muốn hay cái gì ha cái ưa thích hay là mình cảm thấy phái trí còn khi mình gặp nghịch cảnh thì tâm mình nó nổi lên cái gì ghét bỏ tức giận quán trách hay này kia thì lúc đó mình mới thấy được cái tâm của mình nó như thế nào cái đó mới gọi là tu tâm mà mình thấy rồi thấy xong rồi mình còn phải sửa đổi nó nữa mình mới nghiệm là tại sao mình lại như thế nó tại sao mình gặp hoàn cảnh là mình um, hoàn cảnh nghịch đó thì mình rất là khó chịu mà gặp uh, hoàn cảnh thuận đó thì mình rất là uh, ưa thích đó là cái đầu mà biết cái tánh tình của mình rồi mình mới mới sửa rồi giờ mình phải sửa như thế nào thì sửa thì phải đụng cảnh thôi, mình phải đụng hoàn cảnh thì mình mới sửa mà hạ tâm mình càng càng dướng mắt cái gì nhiều thì mình càng gặp nghịch cảnh nhiều. Mình càng khó chịu mình càng không thấy tâm không có biết tu tâm thì mình sẽ gặp hoàn cảnh nghịch thật là nhiều để cho mình mình phải sửa tâm. Cứ gặp mãi gặp mãi. Bởi mình tự phải